xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ông Trump cảnh báo bùng nổ thế chiến thứ ba. Donald Trump cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân khi căng thẳng leo thang. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada, vào ngày 13 tháng 9, cựu Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng do những người thiếu năng lực ở Washington gây ra. Ông cảnh báo các cử tri ủng hộ, các bạn có thể sẽ kết thúc trong thế chiến thứ ba. Các bạn có thể sẽ chứng kiến thảm họa hạt nhân nếu chúng ta không cẩn trọng, những người này không biết họ đang làm gì đồng thời ông cũng tuyên bố sẽ giúp người mỹ tránh xa thế chiến thứ ba ông trump tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở trung đông và tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở ukraine tôi sẽ giải quyết vấn đề đó với tư cách là tổng thống đắc cử Ông Trump khẳng định việc ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay sẽ dẫn đến xung đột với Nga. Bà Harris có ý khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự để bắt con cái của các bạn nhập ngũ và đưa chúng vào một cuộc chiến tranh không bao giờ nên xảy ra. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định rằng xung đột ở Ukraine sẽ không leo thang nếu ông còn tại nhiệm. Trong suốt chiến dịch tái tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố ông có thể ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ kế hoạch hòa bình chấm dứt xung đột Ukraine của ông Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Gần đây nhất là tại cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào hôm 10 tháng 9. Ứng cử viên phó tổng thống Đảng Cộng hòa JD Van nói với Soren, cựu lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ và nhà thầu CIA trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 12 tháng 9 cho biết, để chấm dứt chiến tranh trước hết cần một người mà ai cũng đều nể sợ. Bạn cần phải lo lắng rằng nếu Donald Trump hoặc Kamala Harris nói điều gì đó thì họ thực sự có ý như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn tin Donald Trump có khả năng thực hiện điều đó, còn Kamala Harris thì không đó là sự gian đe, ông này nói. Khi được hỏi về đề xuất hòa bình của ông Trump sẽ như thế nào, ông Van đã phát thảo một kịch bản mà ông cho là có thể xảy ra. Theo đó, đường danh giới hiện tại sẽ trở thành một khu phi quân sự, được củng cố nghiêm ngặt để Nga không tấn công lần nữa. Kế hoạch chấm dứt chiến tranh có thể bao gồm cả việc thiết lập khu vực phi quân sự giữa Nga và Ukraine, được cho là giống với đường phân định hiện tại giữa hai nước. Theo phó tướng của ông Trump, Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền của nước này, nhưng Nga nhận được sự đảm bảo trung lập từ Ukraine rằng họ sẽ không gia nhập NATO hoặc các thể chế tương tự khác. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ chủ yếu do Đức và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, những nước mà ông Văn cáo buộc đã hậu thuẫn cho nỗ lực chiến tranh của Kiev tài trợ. Ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa nhận định ông Trump có thể đưa Nga, Ukraine và châu Âu vào bàn đàm phán để tìm ra giải pháp hòa bình ông van cho rằng cả moscow kiev và eu đều muốn xung đột kết thúc nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn vì tổng thống biden ngủ quên trên chiến trường và phó tổng thống harris không biết mình đang làm gì chính sách của họ là ném tiền vào vấn đề này và hy vọng người ukraine có thể đạt được chiến thắng quân sự mà ngay cả người ukraine cũng nói rằng chúng tôi không thể đạt được trong khi lập trường của ông trump là vừa mạnh mẽ vừa khôn ngoan và đàm phán để chấm dứt xung đột ông van lập luận Ông đã nhiều lần phản đối việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho nỗ lực chiến tranh của Kiev, cáo buộc Nhà Trắng không có kế hoạch khả thi cho chiến thắng của Kiev. Trong một bài xã luận trên New York Times vào hồi tháng 4, ông lập luận rằng chiến thắng sẽ đòi hỏi nhiều quân hơn mức Ukraine có thể huy động và nhiều vũ khí hơn mức Mỹ có thể sản xuất nga đã tuyên bố rằng sự trung lập của ukraine là một trong những điều kiện chính để tiến hành đàm phán trong khi đó kiev đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên công thức hòa bình của tổng thống volodymyr zelensky bao gồm cả một danh sách các yêu cầu mà moscow cho là xa rời thực tế Ông Trump tuyên bố trục xuất người nhập cư từ Haiti nếu đắc cử. Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Sun Gold của ông gần Los Angeles hôm 13 tháng 9 rằng chúng tôi sẽ tiến hành trục xuất hàng loạt ở Springfield, Ohio. Trong nhiều ngày qua, thành phố Springfield đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện thông tin cho rằng những người Haiti đến đây đã ăn thịt vật nuôi trong nhà. Hai trường tiểu học đã được sơ tán và một trường trung học cơ sở ở Springfield đã bị đóng cửa vào ngày 13 tháng 9 sau khi những lời đe dọa đánh bom ẩn danh được đưa ra. Trong cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 11 tháng 9, Ông Trump đã đưa ra tuyên bố sai thử thật rằng người nhập cư từ Haiti ở thành phố Springfield, Ohio đang ăn trộm chó và mèo cưng của người dân và ăn thịt chúng. Ở Springfield, người ta đang ăn thịt chó. Những người bước vào, họ đang ăn thịt mèo. Họ đang ăn thịt thú cưng của những người dân sống ở đó, ông Trump cho biết. Bà Harris đáp lại rằng ông đang nói cực đoan. Sở cảnh sát Springfield khẳng định họ không nhận được báo cáo nào liên quan đến việc thú cưng bị bắt trộm và ăn thịt. Phần lớn trong số 15.000 người Haiti ở Brinkfield đều là người nhập cư hợp pháp. Trước đó, cam kết của ông Trump về việc tiến hành trục xuất hàng loạt người nhập cư thường để cập đến những người nhập cư bất hợp pháp. Tại nhà trắng, tổng thống Joe Biden kêu gọi các cuộc tấn công vào cộng đồng người Haiti phải chấm dứt. Chính quyền Biden đã gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho hàng trăm nghìn người Haiti ở Mỹ vào tháng 6, một chương trình đã có từ nhiều thập niên trước nhằm bảo vệ những người nhập cư hợp pháp khỏi bị trục xuất và cấp cho họ giấy phép lao động. Các cuộc chiến băng đảng ở Haiti đã khiến hơn nửa triệu người phải di rời và gần 5 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Ông Trump đã trích dẫn những căng thẳng ở Springfield như là một ví dụ về nhu cầu cần có chính sách nhập cư cứng rắn. Dòng người Haiti đổ vào đã thúc đẩy nền kinh tế nhưng cũng gây căng thẳng cho các dịch vụ xã hội. ông Trump đều cách giải quyết điểm nóng nếu đắc cử. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông có thể giải quyết hầu hết vấn đề liên quan đến Triều Tiên và Iran nếu đắc cử. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump vào hôm 14 tháng 9 tuyên bố ông có thể giải quyết hầu hết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên và Iran. Thông qua các cuộc gọi điện đàm hoặc các cuộc đàm phán trực tiếp Ông nói, tôi có thể sẽ gọi điện thoại và giải quyết hầu hết vấn đề. Tôi thực sự có thể phải gặp họ một vài lần. Bình luận trên được đưa ra khi ông Trump được hỏi về cách ông sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến các đối thủ tiềm tàng của Mỹ, bao gồm việc Triều Tiên tiết lộ một cơ sở làm dầu uranium trong tuần này và việc Iran được cho là đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga nếu ông tái đắc cử vào tháng 11. Trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống hôm mùng 10 tháng 9, ông Trump đã trích dẫn lời thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói với ông rằng mọi người đều sợ Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nêu bật các chính sách đối ngoại của mình trong cuộc họp báo khi nhiều cuộc khảo sát dư luận cho thấy ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa và đối thủ của ông bên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đang bám đuổi sát nút trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa. Khi nói đến các vấn đề liên quan đến Triều Tiên, ông Trump đã ca ngợi mối quan hệ cá nhân và việc trao đổi thư với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể khôi phục lại chính sách ngoại giao cá nhân với ông Kim. Triều Tiên vào ngày 13 tháng 9 đã tiết lộ công khai một cơ sở làm dầu uranium, đánh dấu lần đầu tiên từ năm 2010, thời điểm nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân theo các chuyên gia mặc dù việc tiết lộ mới nhất này dường như là nỗ lực nhằm gây thêm áp lực lên mỹ và các đồng minh nhưng các hình ảnh mà phương tiện truyền thông triều tiên công bố về khu vực kể trên có thể cung cấp nguồn thông tin có giá trị để ước tính lượng thành phần hạt nhân mà bình nhưỡng đã sản xuất